ơi. Huy chương, ở lộn giấy chứng nhận luôn. Ủa, kinh vậy, leo cái nồi thì chưa vậy có chứng nhận nhận rồi. Từ đó lên là được có giấy chứng nhận rồi. Các bạn, can't believe it, tôi có giấy chứng nhận nha. Tôi cũng có nha. Giờ là đi về vừa rồi. Có bình nước đó các bạn, à, cái hút bằng cái cục này. Cái ba lô này nó dở ghê, nó không có cái bên hông nè, để nhét mấy cái chai nước nè. Rồi. Đó. Không, nhét vô đâu? Lấy hai cái này xiết lại. Ok. Nó rớt bại giờ. Nước vào. Ok, chúng ta làm được nước vào này. Đấy. Ủa, hay vậy? Ừ, hay mà. Wow. Rồi xong. Có cái là... dòi luôn á hả? Đúng rồi. Ừ, một lít rưỡi đó. Rồi. Rồi. Ok, chúng ta kẹp lại. Ok. Và thế là chúng ta có một bình nước di động và có cái túi có chỗ để uống nước các bạn. Đấy.
Rồi test thử nha. Test thử thử. Nghe mở sao? Ok, nè cái muỗng. Ngon. Ok. Chúng ta để lại ha. Ok. Mệt em gửi anh cái cây này nha. Rồi chúng ta sẽ tiếp nước đầy đủ chúng ta cùng hành trình. Ôi, chết rồi à. Ủa, là chúng kia đúng không? Ủa, hai người kia. Nhưng ngắm đường rồi.
Ok. À, bây giờ chúng ta sẽ đi đi bộ nhé. Ok. Thì đường hơi dốc. Bạn lên xem này. Đây. Số 1 luôn. Đây, rất là dốc. Rất là dốc mọi người ơi. Ôi, dốc quá. À, đây là chị Nhung. Người hay lên video của mình và hay làm trò thì rất là dễ thương. Dễ thương gần bằng mình vậy đó. Không, chị dễ thương hơn Khải nha mọi người. Ok chị. Rồi. Đi mốt luôn. Đây, các bạn thấy cái đường không? Đấy, à. À, thấy con đường mình đi không? Nó dốc quá. Ok. Này. Đi không kìa. Dạ, lên like cam á chị. Ôi mẹ ơi, lên núi. Chị mới khởi đầu thôi đó. Chị mới là khởi đầu thôi mấy bạn à. Khởi đầu thôi mà. Mà cảm giác rất là phê nha mọi người ơi. Gì phê lắm trời. Luôn mọi người ơi. Đi con gì kìa. Em ơi, con sâu chiếu. Không phải con sâu róm. Rồi. Nó dốc lắm các bạn ơi. Nó dốc lắm luôn á. Trời đỡ không thôi. Mình mới chưa có leo gì hết á. Thiệt là chưa leo gì luôn á. Đứng đó đi. Chụp chung một tấm. Mới thấy được cái độ dốc. Ôi cha mẹ, nó mệt. Đoạn đường núi đó, đuối.
không biết tụi mình đem làm cái gì trên đây. Rồi ở đâu, ở đây là đâu. Okay. Rất là đẹp. Beautiful. Very, very beautiful. In summer. Đây là ở Shabai. Kinh vậy, leo cái nồi thì mà kêu chơi vậy, có chứng nhận nhận rồi. Từ đó lên là được có giấy chứng nhận rồi. What? Các bạn, can't believe it, tôi có giấy chứng nhận nha. Tôi cũng có nha. Giờ là đi về vừa rồi, cảm ơn các bạn. Chị mới nói thăm okay. Giờ lên xe đi về thôi. Ok, giờ đi về nha các bạn. Chưa tới đỉnh nhưng mà đã có giấy chứng nhận nè. Ok. Ai? Ôi, em nè. Bỏ cái đó giùm đi thăm. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình ở đây, mặc dù giấy chứng nhận đã có rồi nhưng không phải vì giấy chứng nhận đâu nha, mà vì khả năng, bản năng. Nói vậy thôi chứ tí hồi mà đuối quá thì xuống luôn. Không, chúng ta nên có enjoy một xíu nha. Ok, con gà đẹp thế. Ok, rồi chuẩn bị nha. Rồi chuẩn bị thì với cái có thêm cây trống mua ở Decathlon. Và đây là mình bắt đầu cuộc hành trình. Ngay khúc này nha các bạn. Giờ mình đi lên. Ủa đi hướng nào vậy? Chị ơi. Hello. Hello. Đá kìa. Okay.